Hello, xin chào mừng tất cả các bạn quay trở về kênh YouTube của em Hiền Hero trong video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em thì cũng nhận được rất nhiều các tin nhắn của anh em đấy yêu cầu cho làm cho anh em. Đó là một cái video ghép cặp loa bát leo, loa bát leo bát 40 và một cặp tép 750. Đây là một trong những dòng sản phẩm thương hiệu của Martin. Và bát này đó là bát từ leo, hàng nhập khẩu, hàng liền khối các bác nhá. Đấy, thì trước mặt các bác thì em cũng đi vào để giới thiệu cho toàn thể anh em với một cái cặp bát leo bát 40 này, giá cực kỳ tốt trong cái video ngày hôm nay. Và bên cửa hàng bên em sẽ lên ghép nhạc, phối nhạc cho toàn thể anh em. Và đặc biệt ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em có sử dụng đó là một cái bộ phân tần, đúng không ạ? Một cái bộ phân tần để kết nối với cả loa bát, loa tép. Và rất nhiều anh em trong miền trong, đặc biệt là anh em ở trong miền An Giang thì cũng có đặt hàng và mua hàng của cửa hàng bên em và sử dụng cho một cái chất âm rất là ok. Đó thì các cái dòng sản phẩm bát tép loa rời này thì bên cửa hàng bên em thì bán cũng khá là nhiều các cái mặt hàng bát đấy, soi cho thằng này các bác nhá. Thì bây giờ không để cho các bác phải chờ đợi lâu nữa thì bên cửa hàng bên em sẽ ghép cho toàn thể các bác là một bộ phân tần ghép với loa bát và loa tép 75, nghe chất lượng đến như thế nào các bác nhá. Thì hiện tại là đây, em sẽ sử dụng đó là một cái phân tần như thế này. Hai cái đường này thì đường xanh này thì nó là đường của tép, em sẽ bỏ riêng ra. Còn đường này thì nó đường vàng, vàng đen thì nó là của bát các bác nhá. Em sẽ cái lối. Thì trong thời gian vừa qua thì bên cửa hàng bên em cũng bán rất nhiều các cái mặt hàng cũng như là các cái sản phẩm để cho toàn thể anh em cùng chơi. Các bác đi qua thì hoan hỉ ấn cho em xin một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em nhá. Đấy. Rồi ok các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ vào test đây cho toàn thể anh em cùng theo dõi nhá. Đấy. Các bác đi qua thì hoan hỉ ấn cho em xin một lượt like nhá. Đi qua hoan hỉ ấn xem xin một lượt like. Em xin lỗi. Để em sẽ ghép cho toàn thể các bác xem là cái chất lượng sản phẩm này nó như thế nào. Đấy. Thì nếu mà anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của bên em nhá. Cặp tép ghép đây. Khi lên cho toàn thể anh em thì với một chiếc bát tép bát 40 này thì nó rất là đẳng cấp rồi. Đấy, đây nhá các bác nhá. Thì đây em sẽ ghép vào này. Âm này. Đấy, soi cho toàn thể các bác xem nhá. Dương này. Nghe tiếng rất hay các bác ạ. Đây là em chưa có thùng nha các bạn nhá. Đây cặp phân tần đây các bạn nhá. Đây cặp phân tần đây ạ. Đấy, đang ghép với cả loa tép. Lời rất là hay. Quá ok luôn. Đây các bạn này, rút ra nha. Đấy, em rút ra này. Thì em cũng nói luôn về cặp bát leo này, đúng không ạ? Em cũng nói luôn về cặp bát leo nhá. Thì cái dòng sản phẩm bát leo ngày hôm nay thì với dòng sản phẩm này, bên cửa hàng bên em đang bán cho toàn thể anh em với cái giá là chỉ có 2.600.000 các bác nhá. 2.600.000 một bát leo. Đó, 2.600.000 này. 2.600.000 chốt mã bát leo trắng các bác nhá. Chốt mã leo trắng này. Đó, chốt mã leo trắng 40. 15Q2B các bác nhá. 2.600.000 một cặp. Đó, 2.600.000 một cặp.
Còn về sòng sản phẩm bát tiếp leo này, đó. Tiếp leo này thì bên cửa hàng bên em đang bán với giá là 1.350.000. 1.350.000 một cặp tiếp leo, một cặp tiếp 750 nhá. Các bạn nhìn từ này rất là to này. Đấy, còn một cặp phân tần này, đó. Một cặp phân tần chống cháy này. À, có cả cổ chì các bác nhá, có cả cổ chì này. À, cặp phân tần này thì bên cửa hàng bên em đang bán với giá là 650.000. 650.000 nhá. Rồi kết thúc video tại đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.